Ê, Lôi hát bài gì? Lôi hát bài gì? Alo, 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 BK có lẻ à? Đâu? Nhớ lẻ đang like à? Không tắt đi, giờ này nó còn like nữa. Đâu nghỉ rồi mà. Đâu? Đây này, mời này. Nói chuyện với Lôi kìa. Chào thấy anh nói gì? Chào Lôi. Lôi còn nhớ cô Lệ không? Tóc dậy chú Linh về Việt Nam rồi đấy. Mà em bật tiếng to to ấy, chẳng nghe gì. Mình có bể thôi này, lề à? Lôi ơi, dạ. Chủ Linh về Việt Nam, cô lại sang Angola với Lôi. Như hai thằng này đang giận nhau à? Bạn ơi, hả? Tắt đi còn gì nữa? Đang tặng nhá khách. Tặng rồi đây kìa, qua nhận đây kìa. Rồi, xong rồi. Lôi học hành như nào rồi? Cho Lôi về à? Hả? Không cho Lôi về à? Thì có học đâu mà về. Hôm bảo là phải học giỏi mới được về cơ mà. Về nó mà học. Sách vở đâu? Đi lên sách vở lại đây, kiểm tra nó đi. Thời gian đang cho còn 7 phút nữa mới bắt đầu vào bán hàng. Lên sách vở đây. Nhanh lên. Như thế đi. Làm sao ấy? Để xem kiểm tra sách vở ngày hôm nay với ngày hôm qua đi học như nào. Có đi học không? Mới đi học về. Mọi người ơi, bố sao thì con vậy thôi. Ông Linh ngày xưa học một năm, mấy năm không cần mua sách, không cần mua vở. Học hết lớp 10, ghi 3-4 trang, xé. Để lớp 11 viết tiếp. Lớp 11 viết xong rồi xé đi mấy trang. Lớp 12 viết tiếp. Rồi thằng này tiết kiệm cho bố mẹ kinh khủng luôn. Được không? Bây giờ Lôi cũng thế. Ngày xưa nhà mình nghèo, mình phải tiết kiệm bố mẹ. Sách vở. Bây giờ Lôi cũng thế. Lo cho con cái học hành nó đơn giản thôi. Biết nhiều làm gì? Nào cái mấy cái đầu ấy đều biết ra rồi. Đâu rồi Lôi, đâu rồi? Nhanh lên Lôi ơi, chạy về rồi. Nhanh lên. Nó đi học về mà Lôi ơi. Lôi đi học về, nhanh lên, ta cái chân vào đây, lên nhanh lên. Cô giờ à? Lôi đi học về rồi mọi người ơi. Lôi đi học về rồi, để chú Linh kiểm tra sách vở của Lôi nào. Rồi, review cặp Lôi con có những gì? Xem nào, từ, đưa đây. Review cặp Lôi con có những gì mọi người nhá. Xem nào để xem vừa có biết chữ nào không nào. Ngoan lắm, đợt này ngoan lắm mọi người ạ. Học hành ok lắm mọi người ơi. Học hành ok lắm. Ngoan lắm, 6 giờ sáng chỉ đi học thôi mà. Rồi, ở đây là có một cái áo của Lôi. Đấy, áo của nhà trường. Đó. Bên này toàn là mặc kiểu như này, hoặc màu xanh hoặc màu trắng nhỉ. Trắng là bên nhà nước, còn cái là nhà trường tư nhân. Nhà trường tư nhân. Rồi, một áo nha mọi người ơi, một áo nha. Dễ thương nhỉ thằng Lôi, dễ thương nhỉ. Wow, không biết là trồng của Lôi đây. Một bình chứa.
uống một bình nước uống. Cái này lấy ra đây. Bố mua cho ai? Nó to. Bố à? Bố mua hả? À. À, một bình nước và chú đáo đấy, bố dạo này chú đáo biết chăm cho con nhà. Ui cái gì mà chào con lừa đảo nhật lệ cái gì đây, thế này nhá. Chăm này à, để đây. Rồi, xem một chút. Đừng còn nói mình lừa đảo thôi. À, đồ ăn á. Ờ. Em tưởng cái gì. Đúng đâu. Ơ, của ai đây? Bút đây. À, sách này có nữa nhá. Một tấm thẻ để đi ra vào cổng trường, đi học. Đấy. Học cho rồi, được về Việt Nam. Ồ, và cống dây này là của cái này. Ủa, đôi sách vở đâu? Đây, bút đây, bút gì? Bút gì đây? Ai bỏ đây, chú Linh? Ngồi đấy. Rồi, hết rồi, không nói gì nữa. Ủa? À, có cả sách vở. Đây, sách vở đây. Đó, do thời tiết bên này nắng nóng quá, thành ra là sách vở nó cũng kiểu là te tua rồi. Với là bìa, ở bên này là thích không học bìa ấy, bìa sách vở không cần. Đó. Rồi, chỉ cần thế nhá, không có cái gì nữa đâu. Đấy, hết rồi. Rồi, thích cái này đi. Nghiêm trọng lắm rồi đấy. Căng nha. Cái này căng nha, cái này nước uống rồi, không nói làm gì nữa. Chủ yếu là cái này thẻ đây, thẻ rồi, để đây, à, bỏ cái này, thẻ cất đi. Cất thẻ đi. Bỏ đây, nghe. Rồi. Tính ra thằng lôi lồng tâm. Giỏi quá, không cần đi học nữa rồi. Quá giỏi luôn. Hai vở luôn. Viết một lần hai vở luôn. Uầy, đẳng cấp nha. Cái này không đùa được đâu. Đây, kiểm tra cái này trước. Rồi. Lôi hát bài gì? Lôi hát bài gì? Alo. BK cô Lệ à? Đâu? Nhật Lệ đang like á? Không tắt đi. Giờ này nó còn like nữa.